Cái gì? Từ từ. Phòng em bị gì? nghe cái cốc cốc nói chung là nãy Ủa mà sao em vô đây được vậy? gõ cửa ấy, em gọi điện cho anh không bắt máy. Có cuộc gọi nhỏ nào đâu. Anh chưa thấy phòng em bị gì mà anh lại em làm té đá em quần rồi đó. 3 giờ sáng em ơi. Cái gì trời ơi. Tiếng nước mà còn giờ sao thì tắt đèn ngủ hết kêu mà. Nhưng mà lâu lâu cái nó lại kêu, lâu lâu cái nó lại kêu. Ngoài đây có tiếng nước chảy nè. Giờ anh ngủ đây với em hay gì? Vậy thôi anh lên nha. Không, anh ngồi đây một lúc đi rồi anh nghe là anh biết mà. Nè biết. Đặt cái máy này ở đây. Ui lạnh anh ơi. Cho cho miếng trà.
Lẽ giờ đi sân bay luôn. Mới 3 giờ đi thì hơi sớm. Còn một tiếng nữa chứ mấy thôi, nằm tiếng nữa đi. Gì? Em lên phòng ngồi cho anh ngủ đi. Em lên phòng anh ngồi cho anh ngủ đi. Ok. Nhớ nha. Em đi đi. Phòng anh không có kêu gì nữa. Anh xin chú có phòng không? Chưa quá. Đi đây. Đây nè. Cái tiếng này đúng không? Tiếng này đúng không? Tự nhiên phòng kính bị gió rồi đó. Mãi thanh niên mở cửa nước chảy vô luôn nè. Sao chiều giờ không đóng cửa, trời mưa mà. Không biết đâu, nó nằm nhà chiều giờ lúc nhịp phỏng giờ mà. Gì là cái tiếng tiếng này tiếng ống thôi, không có tiếng gì hết á. Anh mới là người bị em hù chết khiếp đó. 3 giờ sáng em lũi vô phòng, vô giường anh em. Trời, anh còn tưởng anh gặp ma nữa. Hên mà em không mặc bộ đồ, hên mà em không mặc bộ đồ ngủ màu trắng á trời. Không có trời, nhỏ này. Rồi còn cái cổ nào hở chưa, đóng cửa không? Đóng cho nốt đi. Đóng rồi. Còn kêu chỗ nào không? Cái tiếng đó đó, tiếng gió thổi vô nó cọc cọc á. Rồi đóng cửa hết gió rồi. Thôi đi ngủ đi. Anh cũng đến ạ à, em luôn. Ê mai mốt chải tóc gọn gàng hẳn liền kêu anh nha. Rồi chưa, anh đi ngủ nha. Hay là anh ngủ đây nhá. Đi anh ngủ đây cho an toàn. Thiệt. Anh ngủ đây cho an toàn. Thôi em ngủ đây. Em vẫn sợ. Em cũng không. Phòng anh có con quái vật nữa. Quái vật gì? Con quái vật 20cm. Anh kêu anh chờ em mà anh còn chưa cho giờ. Anh kêu hồi đi, chiều lên anh chở, mới lên cho. Nhưng mà hồi chiều anh mới cho thuốc cưng giờ cứ không là sao? Buổi chiều nó là thuốc cưng, buổi đêm nó là quái vật. Thôi lên cho anh ngủ đi. Đi cái dép nhẹ nhẹ thôi. 3 sáng rồi người ta la đó. Đây đây. Không có khóa, không có khóa. Em nhớ khóa nha. Chuyến này anh khóa lại đó. Em không vô được đâu. Trời má ơi, 3 sáng. Tôi lại luôn anh em. Hôm qua mình ngủ là mình không có khóa cửa. Rồi cái mình ngủ đi luôn, ngủ tiếp đi luôn. Rồi tự nhiên nay vô gõ cửa ầm ầm ầm, mình nhìn cái hết hồn luôn á trời. Đầu tóc rủ rượi vô kêu mình phòng có gì kêu lan can. Cái này 3:20 rồi. 4 giờ là tụi mình đi sân bay rồi. Mốt mấy bạn đi đâu á, bạn đừng có sợ nha. Những cái tiếng kêu này kia là do vật dụng gì đó phát ra thôi, chứ nó cũng chả có gì đâu. Thì đúng là cái này nằm ngủ ở đây nè, mà lâu lâu gió thổi cái này nó kêu len can, đúng là té đái thiệt. Bởi vì mình, để mình tắt điện đi cho các bạn coi. Tắt hết luôn nè, đó.
Các bạn tưởng tượng các bạn nằm ngủ cái lâu câu kêu len càng cái không té đái tôi mới sợ quá trời, nhưng mà vẫn không té đái bằng cái việc em vô giường của mình em kêu mình tìm đi ngủ tiếp. Tự nhiên em phòng ngủ phòng mình và mình ngủ phòng em. Phải chuẩn nha. Wow, thơm thật sự. Rồi. Cũng ngon nha anh em. Ui, tính ra cái tiếng kêu lan can là một cái tiếng kêu hấp dẫn nhất. Chắc này được đổi giường ngủ. Phê bạn.